Tom Felino what you did last summer. Chào mừng các bạn đến với tâm điểm tướng Kali, nữ thần nghiệp chướng. Nội tại của Kali là thấu tâm. Đòn đánh thường của Kali gây hiệu ứng xuyên thấu lên những kẻ địch theo luồng thẳng. Chiêu 1 của Kali là tụ linh trận. Kali tạo ra một vùng pháp trận gây sát thương phép mỗi giây và làm chậm kẻ địch đứng trên đó. Chiêu 2 của Kali là linh hồn hộ mệnh. Kali được tăng tốc di chuyển theo mỗi cấp chiêu. Khi kích hoạt, Kali tạo thêm bảo hộ và tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Chiêu 3 của Kali là binh đoàn linh hồn. Kali triệu hồi linh hồn liên tục tấn công gây sát thương phép theo hướng chỉ định. Lính và quái rừng sẽ chịu nhiều sát thương hơn. Sau đây là bảng ngọc, phù hiệu cũng như bộ trang bị khuyên dùng dành cho Kali ở ký pháp sư đứng giữa. Và để hiểu rõ hơn về cô nàng này, hãy cùng tìm hiểu một số mẹo cho bạn cầu tốt tướng Kali này nhé. Đầu trận, hãy ưu tiên lên sớm về chuẩn sĩ cùng nhận ma pháp để có đủ 40% hồi chiêu. Điều này sẽ giúp Kali gây nhiều áp lực hơn cho kẻ địch với chiêu cuối nhận vô lại nhanh chóng. Khi đang dùng chiêu 3, bạn có thể tung chiêu 1 kết hợp để làm chậm đối phương, giúp cho việc trả chiêu cuối chính xác hơn. Vì có lượng máu thấp và kiếm cơ động nên khi chơi Kali, bạn cần phải giữ vị trí tốt trong giao tranh, đồng thời nên tránh việc đi lẻ để không rơi vào tầm nhắm của đối phương. Tổng kết lại, Kali là một pháp sư sở hữu khả năng cống tiền tầm xa mạnh mẽ. Cô nàng luôn được đánh giá cao trong những tình huống không sử dụng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong tâm điểm tướng kỳ sau. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.